Xin chào các bạn đến với podcast Giờ Ăn Vặt Snack Time. Bọn mình đã trở lại rồi đây. Và trong số tuần này thì bọn mình muốn nói về một cái chủ đề mà ai cũng biết. Đó chính là chủ đề một vài quán cà phê cực đỉnh ở Hà Nội. Tại làm sao mà bọn mình lại thu thập được những cái thông tin và dữ liệu này là bởi vì là bọn mình vừa có một chuyến về Việt Nam. Thì trong cái chuyến về Việt Nam này thì mỗi ngày bọn mình đều táng 2-3 cốc cà phê. Tại vì nghiện nặng, những con nghiện nặng. Và chính vì táng rất nhiều cà phê nên là bọn mình cũng tìm ra được một số những cái quán mà bọn mình thấy rất là chuẩn, rất là ngon. Và thật sự là cái bộ mặt kiểu như là các cái quán cà phê lần này ở Hà Nội nó khác hẳn ấy nhở Giang nhở? Nó chất lượng hơn hẳn ấy. Có rất là nhiều quán mới ấy. Mà nhiều quán mới mà gọi là nó cũng không hẳn là kiểu chuỗi đại trà như là Cộng hay là Aha mấy cái đấy thì lần trước về cách đây 4 năm là cũng đã thấy rồi, nhưng mà thấy có nhiều những cái quán mà nó như kiểu independent ấy. Tại vì Giang nhớ là hồi trước ấy là chỉ có một quán như thế, cái chỗ reng reng ấy, đấy, một cái quán duy nhất mà cái kiểu như thế. Mà nhưng mà lần này về thì có hơn một. Mà ở những cái quán, hầu như những cái quán này thì giá cả nó cũng tầm từ trung bình đến cao ấy, không có chỗ nào giá khá là cao. Ừ, nhở. Hay là tiền mất giá à? Không biết. Có khi mặt bằng chung, nói chung mặt bằng chung nó cũng giá cả nó cũng đắt đỏ hơn mà. Một cái đồ uống ở chỗ reng reng mà hồi xưa bọn mình uống là 35.000 cái cốc bà nà ấy. Thì bây giờ nó đã lên đến 45.000, tức là nó có đắt hơn 45 hay 5.000 rồi. À, Hằng thấy rất xấu hổ luôn ý. Là lần nào Hằng order ở reng reng ấy, Hằng phải order 2 cốc một lúc và nó rất tốn ý. Nhưng Hằng ở đâu là chả phải gì. Ừ, nhưng mà kiểu ở reng reng đặc biệt là nó rất ít ý. Thôi được rồi, Hằng nghĩ là bọn mình spoil rồi. Bây giờ bắt đầu luôn đi. Hôm nay thì bọn mình sẽ dành cái podcast này là để nói về top 5 những cái quán cà phê ngon mà bọn mình rất là thích cái đợt này về ở Hà Nội và muốn chia sẻ với mọi người. Và mình muốn nhấn mạnh ở đây là những cái quán mà có cà phê ngon và có chất lượng, chứ không thiên về không gian hay là chụp ảnh check-in. Và bọn mình sẽ đánh giá dựa trên 3 tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là chất lượng cà phê, chất lượng hạt cà phê, chất lượng vị cà phê. Tất nhiên là theo cái khẩu vị của bọn mình. Và cái yếu tố thứ hai sẽ là chất lượng dịch vụ. Và yếu tố cuối cùng là độ độc lạ, tức là sự đa dạng của menu và các cái món ở trong menu thì có đặc biệt không hay chỉ là copy của các quán khác. Và cuối cùng thì bọn mình cũng sẽ đưa ra điểm đánh giá chung, điểm cao nhất sẽ là 5. Okay. Bây giờ mình bắt đầu đi nhỉ. Bắt đầu bằng cái quán mà nhắc tới từ nãy giờ, đó là Reng Reng. Đúng rồi. Từ đây là một cái quán mà nó đã bọn mình đã thích từ cái hồi trước rồi, tức là từ đợt mà 2015-2016 ấy là đã đam mê rồi đúng không? Và đến bây giờ sau mấy năm trở về nước và thăm lại thì thấy nó vẫn giữ được cái chất lượng như thế. Điểm chất lượng thì Hằng cho là 5, đang cho bao nhiêu? 5 điểm. Và cái món thức mà đồ uống gọi là signature mà đấy là theo như bọn mình hay gọi là bà nà đúng không? Chắc đấy cũng là cái phổ biến nhất ở đấy hay sao ấy? Ừ, đúng rồi. Cái đấy nó hơi béo nhỉ. Kiểu như là kem béo ấy. Ừ. Thì nhiều người cũng không thích đâu, nhưng mà Hằng hay gọi cái đấy. Và Hằng gọi 2 cốc liền. Hằng là hay uống gọi là double để cho nó được nhiều, tại vì cái cốc đấy nó thực ra cũng ít. Quán đá. Với cả Giang thấy có một cái mới lần này về là nó có cho gọi mang về xong rồi nó sẽ đóng chai trong một cái chai kiểu như trông có vẻ rất là kiểu thân thiện với môi trường, mà hình như là cái chai đấy là phải thêm 15.000 thì phải, hình như là có một lần nào. Nhưng mà Hằng thấy như thế cũng hơi đắt ấy. Đắt rồi đắt. Về cái chất lượng mà dịch vụ ấy thì Hằng cho 2. Không cho chụp ảnh này. Không cho nói gì, Hằng hiểu. Hằng có hiểu là họ cẩn thận. Nhưng mà Hằng nghĩ là làm dịch vụ thì vẫn là làm dịch vụ. Chất lượng cho theo như Hằng thấy thì chỉ được 2 thôi. Không có nhà vệ sinh. Tức là rất là khó để cảm giác như là mình nó cũng không welcoming lắm. Chất lượng dịch vụ cho 2 điểm.
Với cả kiểu như cái có thể là họ cảm thấy như thế thật, nhưng mà Giang thấy là hơi kiểu sùng bái cái máy pha cà phê một cách thành công. Không, nhưng mà đấy là đam mê của người ta, cái đấy Kiểu thì mình như không thể gần đánh như giá cái được. miếu ấy. Sợ Không, nhưng mà cảm giác như người ta trân trọng cái hạt cà phê, Hằng cũng thấy ok mà. nhưng mà kiểu như cứ nâng niu cái máy ấy, kiểu không được chụp ảnh với các thứ, kiểu mình cũng không chụp cái máy làm gì đâu, nhưng mà cũng hơi kiểu hơi 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 sợ. Cảm giác là người ta hơi khắt khe quá đúng không? Thấy lần này có tiến Không bộ thấy là mình. họ cũng có hình như thuê thêm một cái chỗ ở đối diện để cho ngồi ấy, chứ còn trước là cái chỗ ngồi rất là hạn chế luôn ấy. Đúng rồi. Ta cho mấy điểm. Chất lượng dịch ở Giang Trang Giang nghĩ là cũng chỉ hai thôi. Ok. Tốt. Đồng nhất đấy. Cuối Ừ. cùng là về độ độc lạ, tức là độ đa dạng của menu này Ừ. và độ sáng tạo, độ authentic. Chắc là cũng cao nhỉ? Kiểu tại vì nó cũng là cái quán đầu tiên mà Giang thấy như thế. Thì Giang sẽ cho nó 5 điểm, tại vì nó là Ok, 5 điểm. Hằng thì Hằng chỉ cho 4 điểm thôi. Tại vì nó rất là authentic, nó là một trong số những cái quán đầu tiên mà tập trung vào hạ chất lượng của hạt cà phê và có những cái món mà rất vào cái thời điểm đấy thì là độc lạ. Nhưng mà Hằng cảm thấy menu không phát triển một tí nào. đúng rồi. Hồi xưa đã có mấy cái ông nào ông nhiếc rồi. Tức là không không có nghĩa là đấy, ở đây nó tập trung vào sự đồng đều, có lẽ là đấy cũng là cái tiêu chí của người ta. Nhưng mà đối với Hằng ấy thì Hằng nghĩ là cái tiêu chuẩn của Hằng nó khác. Thì Hằng chỉ cho 4 thôi. Ok, xong. Xong reng reng nhá. Và vẫn luôn luôn là dù là có thể là cho điểm này điểm kia thấp, nhưng mà vẫn mãi mãi một tình yêu với cả reng reng nhỉ. Với Và cả Giang thích cái địa chỉ ấy. Cái Giang thích cái địa điểm của nó là trong một cái khu tập thể, đúng rồi. sự gọi là kiểu thân thân thuộc, một cái sự bình bình dị ở đấy. Ồ, và thật sự là nó cũng gắn với cả nhiều kỷ niệm của mình đấy. Đúng rồi, Nhở? Đúng không? một kỷ niệm, một cái chỗ mà kiểu không màu mè nhưng mà có cá tính. Đúng, chính xác. Tiếp tục đi. Tiếp theo đi. Tiếp theo là làm một cái quán thương mại ăn hẳn đi, phê la đi. Ok. Phê La thì là có rất là nhiều địa chỉ. Phê La tập trung vào không chỉ cà phê mà là còn trà ô long nữa. Đúng rồi, cả cái hạt trân châu gạo rang với cả trân châu ô long là cái đặc biệt ở đấy, đúng không? Thật sự là Hằng thấy ngon đấy Giang ạ. Đúng Hằng rồi. thì Hằng phải đánh giá là rất ngon và số lượng nhiều hơn hẳn ở Giang Giang, tức là mặc dù là nó cũng giá tương đồng nhưng mà cái số lượng 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 mà mình nhận được ấy nó nhiều hơn hẳn luôn. Và cái nó đặc trưng ấy, tức là cái trà ô long của nó có cái sự đặc trưng, một cái vị rất là đặc trưng luôn ấy. Và Hằng rất thích. Về chất lượng cà phê slash trà thì Hằng cho 5. Đang chưa uống cà phê ở đấy, đang mới chỉ uống trà sữa ở đấy, tức là trà trân châu ở đấy. Thì nếu mà nói là cái kiểu như là độ chất lượng, Giang nghĩ là 4, bởi vì thực ra Giang thấy cái cốc trà của nó hơi ít, Ok. hơi nhiều đá. Thế có gọi ít đá không? Còn nếu như gọi ít đá thì sẽ thấy nó ít hơn hẳn ấy. Nên là thấy Ok. là cái mà giá thì cũng khá là đắt, cho nên là Giang nghĩ là Giang sẽ cho 4 thôi. Nhưng mà cái trân châu của nó thì đúng là rất là đặc biệt ấy, mà nhất là so với cả các cái trân châu, trà sữa trân châu bình thường ấy, thì đúng là đặc biệt. Ok. Thế về chất lượng dịch vụ thì trải nghiệm của Giang như thế nào? Chất lượng dịch vụ thì quá đông 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 phát Chứ không phải sợ. lỗi của nó đâu. Nhưng mà kiểu như là nó cái địa điểm nào của nó cũng kiểu đông ấy, mà chắc là cái chỗ đấy nó cũng là một cái địa điểm được các em thích để chọn để tập trung bạn bè eo nó dã man, quá đông đông quá ấy. Không, nói chung là cũng không, nó cũng không không phát sinh cái vấn đề gì về về gọi là nhân viên không chu đáo hay gì đâu, nhưng mà nói chung cũng phải chờ đợi, cũng phải chờ một thời gian, cũng không phải là nhanh. Với cả đông 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 khủng khiếp, nên là ta nghĩ là bà Ok. ừ. Phê La chất lượng dịch vụ cho 1 điểm.
Ôi dồi ôi, đông thì không phải lỗi của họ thì hàng cũng không đánh giá, nhưng mà thật sự là nhân viên cực kỳ là thiếu linh hoạt, độ cực kỳ là như một cái máy, bởi vì họ đông quá đấy, cũng là bởi vì nó đông thôi, nhưng mà họ rất là máy móc. Hằng bảo là em ơi chị uống cà phê nhưng mà em có thể cho chị đá đập được không, đá nha, tại vì đá ở đấy rất là to ấy. Xong rồi cái cốc thì từng này cà phê mà cho ba cái viên đá to đùng, không biết bao giờ nó mới tan ra được, mà mình đang cần uống cà phê thì bảo bảo là em có thể đập hộ chị cái viên đá ra làm đôi thôi được không, hoặc là đập ra nó nhỏ hơn một chút. Em mới bảo là chị ơi ở đây của em không có dụng cụ để đập, thì Hằng không hiểu tại sao đập đá lại cần có dụng cụ để đập. Ừ. Thế xong rồi Hằng Hằng mà thái độ của em ấy rất là kiểu như là Hằng bị hâm ấy, thế nên là lúc đấy Hằng cũng mới cảm thấy như là mình cũng hơi bị như là thái độ của em ấy, những có cảm giác hơi bị xúc phạm mình ấy. Mình mới bảo là em ơi chị nghĩ là mình đập đá thì mình có thể dùng thìa, chị thấy em ở đây cũng nhiều thìa mà. Thế là xong rồi Hằng nó rất nhẹ nhàng, nhưng mà đương nhiên là nghe nó cũng không 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 dễ nghe lắm ấy. Thế là xong rồi em đấy bảo là em đấy nhìn Hằng một lúc, xong bảo là ôi chị ơi, em không làm được. Xong Hằng mới thái độ thì rất khó chịu, thế là Hằng bảo em gọi quản lý của em ra đây. Thế là em mới bắt đầu lúng túng rối loạn, gọi quản lý ra. Thế xong rồi bạn quản lý bảo là em chưa đập đá bao giờ ạ. Thế xong Hằng bảo là ừ rất là đơn giản thôi em ạ, em chỉ cần ra cái bồn rửa tay ở kia kìa, xong rồi em đập cái viên đá đấy ra làm đôi thôi. Thế là xong dạ, em mới bảo là dạ vâng ạ. Thế xong một độ khoảng 5 phút sau thì mang ra cho một cốc đá đập nhỏ tí tinh tươm và đưa cho Hằng. Tức là nó rất là làm khó mình ấy, mà rõ là đắt ấy. Đúng rồi. Thế đấy, và nói chung là thái độ của nhân viên thì khá là cục, như một cái cỗ máy, nói liên tục tí, không hề có một cái tình cảm hay không hề có một cái sự chào đón nào hết. Nói chung một điểm. Thế là trung bình là hai. Mà quán này thì là phục vụ thì là tự phục vụ hết đấy nhá, mình có thể Đúng rồi. lấy Đúng các rồi, đúng thứ rồi, chứ đúng không phải là ok. Về độ độc lạ thì sao? Tức là độ phong phú của menu các thứ nữa chứ đúng không? Ừ đấy, nó có rất nhiều yếu tố ở trong cái hạng mục này, nào là độ phong phú về menu này, độ authentic này, sự độc lạ đặc biệt. Anh nghĩ là cái trân châu của nó thì là độc lạ đấy. Về độ độc lạ thì Hằng thấy là quán này ấy, nó cũng có một số cái mà làm cho gợi nhắc đến Giang Giang, mà Hằng biết chắc chắn Giang Giang là quán đầu tiên có những cái món đấy. Ví dụ như là cái món phù vân của nó hay sao ấy, thì là nó cũng có cái sự ngậy ngậy giống với cả cái vị ở giống như là cái vị ở bên Giang Giang. Nhưng mà thay vào đấy thì cái menu trà ô long của nó cũng như là các cái topping của nó rất là đa dạng và rất là độc lạ luôn ấy. Nghĩa là Hằng đánh giá rất là cao. Đấy, thế nên là Hằng vẫn cho quán này 5 điểm về độ độc lạ. Giang cũng chưa uống cà phê ở đây bao giờ, nhưng mà Giang thấy là nó cũng thì cái trà của nó thì ngon, nhưng mà Giang thấy hơi khó gọi, tại vì kiểu như là nó cứ không hiểu sao, chắc là cái menu đấy nó cũng hơi nhiều thứ quá, hay là kiểu như là vì trà với cà phê xong rồi các cái thứ nó đều kiểu như là tên gọi nó cũng khá là đặc dị, cho nên là Ừ, nhìn nó cũng tên hơi gọi không tượng khó. hình nhỉ? Ở đây nó hơi khó định hướng. Thế Không hiểu sao là rồi đấy, nhìn cái menu nó hơi gây hoang mang ấy. hoang Như mang thực của ra như cái Giang Giang đấy nó rất là gọi là chân phương ấy, là nó chỉ có khoảng 5 6 món thì mình còn dễ gọi hơn. Đây thấy hơi khó gọi nên là Giang sẽ cho 3 điểm rưỡi. 3.5. Đánh Ok. giá cao về chân không. Tốt, ok. Xong luôn. Thế thì quán tiếp theo Hằng sẽ muốn giới thiệu đấy là quán Berryville. Berryville thì là cái quán này mà làm của một chị bạn Hằng từ ngày xưa sửa xưa lắm rồi. Thì chị mới mở được mấy năm trở lại đây cùng với cả chồng của chị ý. Thì quán này ý, thì đặc điểm là nó rất là nhỏ. Nó cái mô hình của nó là nó rất là nhỏ, nó rất là gần gũi. Cái cảm giác đúng như là Giang nói về Giang Giang ấy, tức là nó tạo ra một cái gì đấy rất là thân thuộc, một cái gì đấy như kiểu mình cảm giác như nó có thể đi vào cái thói quen sống của mình ấy, một buổi sáng thức dậy đi bộ ra đấy kiểu thế. Cái gì đấy sao nó vừa Đang bảo là như nhà gì hay là như thế nào? kiểu thế, nghĩa là nó rất là gần gũi. Cái quán cà phê này thì có hàng thấy các cái đồ uống ở đây cũng rất là cái hạt cà phê ấy rất là đỉnh, rất là chất lượng rất là tốt.
Và hôm đấy thì Hằng có thử một ly cà phê mà nó có cái khe lửa ở phía trên ấy, giống như là creme brulee ấy. Và Hằng thấy rất là ngon, rất là ngon. Thì Hằng, mặc dù là Hằng chưa có cơ hội để thử nhiều, tại vì thật ra cũng chỉ qua đấy đúng một lần với cả Miên. Nhưng mà về đánh giá về chất lượng cà phê thì Hằng sẽ cho quán này là chất lượng cà phê là 5. Hằng ghi lại. Quán này thì Giang chưa thử đúng không? Nên là chỉ có Hằng đánh giá thôi. Là chất lượng cà phê là 5. Về chất lượng dịch vụ ấy, vì quán rất là nhỏ thôi và anh chị đấy thật sự là rất như nào nhỉ, rất là tận tâm ấy, rất là có cảm giác như rất là tâm huyết ấy. Cái đồ uống ra cũng khá là nhanh, nhưng mà tại vì Hằng không ở đấy nhiều thời gian nên là Hằng không dám kiểu đánh giá là chất lượng là 5 điểm đâu. Hằng không dám đánh giá như thế tại vì Hằng chưa trải nghiệm nhiều, nên là Hằng cho chất lượng về dịch vụ, tại vì quán rất nhỏ, không gian rất hẹp, nên Hằng cho chất lượng dịch vụ ở đây là 3 điểm. Hằng phải công tâm, mặc dù là Hằng cũng biết chủ nhá. Đấy. Và cuối cùng là về độ độc lạ thì để nói về độc ấy, thì Hằng không thấy có cái gì quá là độc. Thật ra cái creme brulee đấy thì mình cũng thấy rồi, không có cái gì là nó quá authentic. Nhưng mà menu thì rất là đa dạng, và như đã nói ở trên ấy, rất là tập trung vào cà phê, nên là sẽ cho về chất lượng và về độ độc lạ là 4. Quán này thì đi nhanh thôi tại vì Giang chưa đi ấy. Nên là Phải bọn mình sẽ đi chỉ mới được. lướt qua. Quán tiếp theo là quán cũng có một số cửa hàng ở Hà Nội chứ không phải chỉ có một, tên là Là Việt, như là có một cái ở gần bờ hồ với cả một cái ở Hàng Bún, thì mình chỉ mới đi cái chỗ địa điểm ở Hàng Bún thôi. Hằng cũng rất là thích cái quán này ấy. Hằng mới vào được mỗi một chỗ ở Hàng Bún thôi, nhưng mà Hằng rất thích quán này luôn. Quán này thì cái check in được tại vì nó đẹp. Không, Hàng Bún thì đẹp nhưng mà Hằng thấy bờ hồ có vẻ không đẹp đâu. À Thôi thế nhưng mà à? không quan trọng, bọn mình cũng không đánh giá trên các cái tiêu chí này. Thế Giang cho đánh giá điểm chất lượng cà phê là bao nhiêu? Cái cà phê ở đây nó loãng hơn so với những chỗ khác chứ nó không đậm đặc bằng, nhưng mà nó rất là gọi là vừa ấy, tức là nó rất là vừa miệng. Đấy, có vẻ nhiều sữa hơn, ý mình là như thế, chứ nó không đậm cái vị cà phê bằng những chỗ khác, nhưng mà nó rất là vừa miệng và nó không phải là đến cái độ mà nó đỉnh của chóp, nhưng mà nó kiểu như mình không thể chê được ấy. Để Thế cho Giang cho nó mấy điểm? 4 điểm. 4 điểm thôi. Tại vì nó nhạt á hả? Tức là nó so với các chỗ khác thì Giang thấy là nó không cái vị cà phê nó không đậm bằng ấy. Nhưng mà có phải là do cái món mà Giang chọn không? Hay là do người ta? Giang uống thử cà phê cốt dừa và cà phê sữa ở đấy, thì là những cái mà ở đâu Giang cũng sẽ gọi những cái như thế thôi, tức là cùng một cái mặt bằng chung. Đúng rồi, ở đây thì menu nó cũng không tập trung như kiểu những quán kia là chỉ cà phê, chỉ trà đâu. Mà Hằng thấy là nó cũng có kem này, rồi là bánh này, Đúng rồi, hình như bánh thế. ngọt, đồ ăn nhẹ này. Xong rồi bán rất nhiều merch. Bán rất nhiều merch và rất nhiều cà phê hạt. Đúng rồi, cà phê rồi là còn bán cả mứt miếc mấy cái thứ gì đấy. Hằng theo như Hằng nhớ ấy, thì là quán cà phê, cái quán này thì Hằng thấy cà phê lại lại ngon. Hằng thấy cà phê này, cà phê hôm đấy Hằng gọi mang đi thì Hằng thấy hạt cà phê rất là đậm, ngon, thì Hằng cho điểm chất lượng là 5. Ok. Thế còn chất lượng dịch vụ thì sao? Chất lượng dịch vụ cho Giang cho 5. Tại vì Giang thấy là nó rất là nhân viên thì cũng không có cái gì để phàn nàn ấy. Mà với cả Giang thấy nó, Giang thích là bởi vì nó còn có cái yếu tố tiện lợi ở đấy nữa. Bởi vì cái cà phê đấy nó có bán ở Muji. Ok. Đấy. Thì có thể kiểu như là những bạn nào mà không có điều kiện mua cái cà phê ở đấy thì có thể mua ở Muji nữa, thì Giang thấy đấy là một cái rất hay, kiểu như là ở Muji mà lại mua được cà phê với một cái chất lượng cao ấy đấy. Cái quán này này nó quan trọng là nó có không gian. Đúng Tức là rồi. cảm giác như là mình không bị xô bồ quá ấy, nó không bị đông nhiều tiếng quá, mà vẫn có ra các gia đình ở đấy Hà Nội ấy. Tức là mình cảm thấy là có bạn đi hẹn hò này, có bạn bè gặp nhau, và có cả gia đình, tức là nó rất là thân thiện bởi vì nó có không gian. Đúng. Hằng Hằng nhớ là hôm đấy Hằng có thử cái cà phê gì đó mà có trái tắc. Bây giờ mới nhớ ra, chất lượng dịch vụ là Hằng cho 5, tại vì hôm đấy các bạn ấy để Hằng đợi khá lâu nhưng mà liên tục xin lỗi. Tức là cứ ra ô chị ơi em xin lỗi là này thế nọ thế kia, thì chị thông cảm.
cứ mình đợi một lúc thôi nhưng mà cũng xin lỗi liên tục và rất là nhẹ nhàng, và khi mà cà phê xong thì các bạn ấy thấy mình đang đứng ở đấy và đợi một lúc rồi nên các bạn còn mang ra tận nơi. Nói chung là thằng thấy dịch vụ rất là tốt, cảm giác rất là thanh cảnh, thoải mái. Ừ, 5 điểm. Có chỗ ngồi, có chỗ đi vệ sinh, có chỗ rửa tay, các thứ đều tử tế đúng không? Cái Đúng, cuối cùng tục ấy. là menu Ở cái quán này thì Hằng mới chỉ đi một lần thôi nên là rất tiếc là chưa có cơ hội được thử nhiều, nhưng mà menu cũng khá là đa dạng, có những cái loại mà còn có cả margarita này, rồi là có trái tắc, có nếp cẩm, rất là đặc sắc. Thì nếu mà để mà nói về độ về menu ấy, thì Hằng cho 5 điểm, và Hằng thấy là hội này làm branding cũng rất là tốt. cái menu khá là dễ hiểu ấy, Ừ. đọc mình hiểu là cái món đấy nó là cái gì, và sẽ có cả những cái món mà cho những cái người mà thích những cái đồ uống mà truyền thống, và có cả những cái món mà nó hơi độc lạ một tí để cho những bạn nào mà thích thử ấy, thì Giang thấy cái đấy là khá là hay, và nó không không cái kiểu như là quá nhiều những cái thứ mà option ấy đấy, cho nên là khá là Giang thấy là menu ổn. Cho còn độ authentic thì thực ra nó không phải là có một cái gì đấy mà kiểu không có một cái thức uống gì quá là đột phá hay là quá là signature ấy, nhưng mà nó đang thấy quán này nó thiên về cái độ đồng đều hơn Hằng cho lại nghĩ bốn là điểm. bọn mình chưa thử được nhiều nên không biết cái gì signature, chứ Hằng thấy mấy cái margarita ấy lạ và sừ ấy. Thế á? Thế ừ, thế thì kiểu mình cũng chưa chưa thử mấy cái mà ngoài cà phê Giang chưa ngoài cà phê ở đấy cả, thì có thể là nó, nhưng mà nó rất là nó có các thứ, nó có trà, nó có cà phê, nó có đồ ăn, nó có đồ uống, rồi nó có rất nhiều những cái thứ khác nữa ấy. Đúng không? Thì cảm giác là bạn của mọi nhà ấy, kiểu kiểu thế Thế Giang cho mấy điểm đó, menu? cho 4 điểm. Ok. Xong. Hằng nghĩ là bọn mình đã đi đến cái điểm dừng cuối cùng rồi đấy. Cái điểm dừng cuối cùng ngày hôm nay của bọn mình không ai khác chính là Thái Yên. Thái Yên thì cũng có một số mấy cửa hàng chứ không phải chỉ có một. Đúng rồi. Đang đi mấy Có một hàng còn gì? Giang đi hay đi ở chỗ Quán Thánh này, với cả đi ở chỗ Giang Văn Minh, là tại vì gần nhà. Cả hai cái địa điểm đấy đều hay và rất là nhiều những cái kỷ niệm vui. Đã thế. Thì ở Quán Thánh thì Đây phải đăng. hay đi với Việt Anh này, xong rồi còn thấy cái sự kiện con chó, thực ra cũng không vui lắm nhưng mà Ôi, cũng khá là buồn mà. đáng nhớ. Đấy Ừ. đấy, thì thấy con chó có ghi rõ sinh nhưng bị đâm thì cũng không được vui lắm, nhưng mà đấy nó cũng có những cái kỷ niệm đáng nhớ. Với cả cái chỗ ở Quán Thánh thì lại nó cũng được ngồi khá là kiểu đầy ra chỗ cả trường mẫu giáo này, rồi cả cái ngõ ở bên cạnh ấy đấy, thì cũng khá là kiểu lê la hàn nước, cũng hay. Ừ, nhưng mà nó Còn lại không có cảm giác ầm ầm như là Phê La. Tức là nó cũng rất đông nhưng mà không có cái cảm giác ầm 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 lên như là ở Phê đúng La. rồi, nó không cái kiểu như là nó cứ đông xong rồi nó Phải cứ tin, kiểu là ồn ào buôn hoặc dưa đấy, lên. đúng không? Có vẻ đúng rồi, có vẻ cái lứa cái loại mà hay đi cái quán đấy nó luống tuổi hơn một chút. Đúng rồi, chính là bọn mình đấy. Đúng rồi. Giang cho chất lượng cà phê của quán này là bao nhiêu? Và Giang đã thử cái thức gì rồi? Hình như thử thử mấy thứ ấy, đang thử cái hay uống là cái gì, Sola Sola Solar. đấy, Solar là cái hay uống ở đấy này. Rồi trước đấy Giang cũng thử cả mấy cái, cả cái mà có cái sữa chua ở trong ấy. Là cái gì nhỉ? Có một cái cà phê mà có Không thì nhớ thêm Giang thử trứng. có cả cà phê trứng sầu riêng cũng thử rồi. Ngon. Giang thấy ngon, nói chung là Giang thấy cà phê đấy ngon, 5 điểm. Ok, đang cho 5 điểm. Hằng cũng cho 5 điểm. Hằng đã thử Sapa này, Solar này. Hằng thử ké của Giang cái Trứng cà phê trứng sầu riêng cũng rất là ngon này. riêng. Hằng cũng cả Solar Latte Hằng cũng thử rồi này. Đúng rồi, solo Phạm lát cũng Vân, Phạm Vân hay cái gì Vân ấy Hằng cũng thử rồi. Hay bạn ngon Vân. cũng ngon. Ừ đấy, ngon. Tóm lại là 5 điểm, rất là ngon. Chất lượng dịch vụ thì sao? Chất lượng dịch vụ ổn, đang thấy khá là ổn. Với cả có một cái điểm cộng ấy là cái mang đi của nó, tức là cái hôm mà trước khi Giang đi, Giang thích cái chỗ đấy đến mức mà Giang mua thêm một cái chai cà phê ấy, 125 ml của cái Solar ấy để mang đi sang Canada. Ôi, dã man ra. Thế xong rồi nó để cái chai đấy vào trong một cái túi kiểu như cái túi con cá ấy, rất là đẹp.
Và Đấy. nếu mình mua nước mang đi thì nó cũng có một cái dây thòng lòng ấy, xong rồi Đúng mình rồi, có đúng thể rồi, dùng đấy, túi đúng ấy, rất là thân rồi. thiện với môi trường. Và các bạn nhân viên thì hàng rất là thích, rất ngoan và rất là nhiệt tình. Mà quán thì đông nữa. Mà Giang nhớ là cái kiểu như là trông mấy cái bạn mà barista ấy, xong rồi trông những cái kiểu đồ điếc ở Ồ. trong ở đấy, đây đây đây, đúng rồi Ồ đấy. nhá. Vân chuyên, dân, nói chung là rất là hot. Chung là thích quán này. Rồi. Mà quán thì không gian đẹp chứ, ở bên trong cũng đẹp. Rất là kiểu hàng cảm giác như là kiến trúc sư ấy, nào đấy làm ấy, nghe nó rất là đơn giản, tối giản thôi nhưng mà chắc chắn là có bàn tay của kiến trúc sư hoặc là một của một người rất là tinh tế. Với Anh cả ơi, trông anh là ai thì em rất thích anh. trông nó rất là Việt Nam, tức là nó hiện đại nhưng mà nó không phải là kiểu như là Tây mà nó lại kiểu Việt Đúng Nam. không? Hay. Ok. Quá ổn. Thế thì về độ độc lạ thì sao? Độ độc lạ. Tức là menu ấy. Thôi không dùng từ độc lạ. Menu thì sao? Menu đang thấy nó hơi hạn chế nhá, là bởi vì nó là giống như là ở Giang Gia ấy, là nó chỉ có cà phê thôi. Nếu như mà Giang nhớ là kiểu như là hồi hôm đấy Nó Giang có bảo, trà mà. Nó có trà và nước ép mà. nhưng mà tức là Giang hỏi là thế em, thí dụ Giang hỏi là em có cái kiểu như là muốn uống sữa chua nếp cẩm hay là sữa chua cà phê cái khỉ mẹ gì đấy ấy. Xong rồi hay là nước quả gì không thì nó lại chỉ vào mấy cái chai nước ép mà đóng chai Đúng ấy. Đấy. Tức là nó không có cái gì mà là đồ pha chế do người ta pha chế tại đấy ngoài cà phê cả. Ừ, nhưng Đấy. mà bọn mình đang tập trung đánh giá cà phê nên hàng không muốn là bọn mình lại ý là như thế sẽ không công bằng với cả những cái quán kia ấy. Giang thấy là cái menu của nó thì rất là độc nhưng mà cái trừ điểm là kiểu như là đọc tên chả hiểu là nó là cái đồ Đúng này nó rồi. là cái gì. Đồng ý với Giang. Thế Giang cho mấy điểm? Cho 4 điểm. Ok, tăng cho 4 điểm. Về cái menu ấy thì Hằng nghĩ là Hằng cũng cho 4 điểm tại vì không hiểu một cái gì. Và Hằng rất là không thích là mình cứ phải liên tục hỏi ấy. Tức là mình cứ phải hỏi là em ơi cho chị hỏi là cái solar này nó có cái gì chẳng hạn. Hoặc là tại, kiểu nó không có tính chú thích ở trong đấy. Đúng rồi. Và thật ra thì nó cũng không authentic cho lắm đâu. Tức là không phải là nó là người đầu tiên tạo ra ở Hà Nội. Đúng Đấy. rồi, cái Thật là solo đấy cũng reng reng đúng đúng không, rồi, đúng rồi. nói chung là cũng cùng từ một đấy ra. Tất nhiên là Hằng nghĩ là reng reng thì cũng không phải là cái người tự nghĩ ra cái món đấy đâu, nó cũng là du nhập thôi, nhưng mà để nói là về ở Hà Nội thì reng reng chắc chắn là đầu tiên rồi. Thế nên là thôi 4 điểm cũng công bằng mà, tại vì thật ra họ cũng có cà phê trứng sâu riêng khá là ngon. Và cũng lạ hơn so với những quán kia nên là vẫn đồng ý là cho 4 điểm. Điểm tổng hợp ấy thì là như sau: ở cái vị trí chót bảng là Phê La 10.75 trên 15. Ở quán thứ tiếp theo là Giang Giang OG 1.5 trên 15. Cà phê ngon nhưng mà điểm dịch vụ thì quá là tụt, làm tụt hạng. Quán tiếp theo là Berryfield, là quán của bạn Hằng, chỉ có mỗi một mình Hằng vote thôi nên là cho 12 điểm nhưng mà không hoàn toàn là chính xác tại vì Giang chưa đi. Hai quán đứng nhất bảng đồng hạng chính là La Việt và Thái Yên. Okay. Bây giờ nhá, để chốt đi, Hằng cho Giang một câu: nếu Giang trực chọn uống, chỉ được uống một quán thì Giang sẽ chọn La Việt hay Thái Yên. Bây giờ Chọn Giang Thái Yên. so tất cả mọi thứ từ chất lượng cà phê, chất lượng dịch vụ và độ độc lạ. Thái Yên. Ok, đấy cũng là câu trả lời của Hằng. Và Hằng nghĩ là bởi vì là vì cái lý do là cái demographic ấy. Tại vì cảm giác thì đến đấy thấy người ta giống mình. Toàn những người kiểu cũng kiểu kiểu giống mình. Giang thực ra là không để ý mấy cái người ở đấy lắm. Thì cũng cũng trông cũng xem đấy, nhưng Cùng mà Giang Giang thích cái cà phê ở đấy hơn. Tại vì lứa. Giang Đúng, vẫn và chủ cà yếu phê là ở uống đấy cà Hằng phê. thấy ngon. Nên Hằng cũng thấy cà phê đấy rất là ngon. đúng Và menu của nó không bị phức tạp ấy. Tức là nó không quá đơn giản như reng reng nhưng mà nó lại cũng không quá phức tạp như là La Việt. đúng rồi Menu à. nó rất là tập trung. Và nó chỉ có thế thôi. Uống thì uống, không uống thì thôi. Tức là nếu như mà bạn thích cà phê thì bạn chắc là sẽ thích cái chỗ đấy hơn. Nhưng mà nếu như mà bạn không phải là kiểu không phải thích uống cà phê lắm, thích uống cái khác thì chắc là thích là Việt hơn.
Mà thật ra thì là Việt nó có tính trải nghiệm hơn, nó có rất nhiều Ừ. những cái món như kiểu rất lạ, kiểu margarita đấy, như là vừa nói là những cái thứ mà mình không bao giờ tưởng tượng được là nó lại đi cùng với cà phê. Thì Hằng thấy là Việt là một cái trải nghiệm hay, và nếu mà kiểu đi dating ấy thì nên đi Trà Việt là Việt. Chứ còn ra Thái Yên thì ngồi vỉa hè về Hùng thì nó hơi chắc Ngồi mấy cái ghế xếp mấy cái với ghế mũi xếp chuối. nó không được sang chảnh cho lắm. Ok. Nhưng mà nói chung cả hai quán này thì về branding mà nói thì cũng rất là ngang ngửa. Đúng rồi, làm Logo rồi là cách họ đóng gói sản phẩm này rất là thân thiện với môi trường, rất là hay. Nói thèm chung quá. và rất là mong được quay lại, đúng như Giang nói rất thèm, Hằng thèm lắm luôn ấy. Hằng Thèm có quá, Starbucks to đùng ở đây nhưng mà Hằng quá thèm Thái Yên và là Việt. ngon quá. Ok. Thì Giang chỉ muốn có một cái gọi là honorary mention là một cái quán không phải ở Hà Nội mà là ở Phú Yên. Tại vì bọn mình có một cái chuyến đi ở Phú Yên thì có ghé qua cái quán gọi là cà phê nổi tiếng nhất ở đấy là cà phê Tùng, cũng hình như có 3 địa chỉ vậy. Nói chung là đây đây không phải là cái quán cà phê kiểu như là chuyên nghiệp gì đâu, họ chỉ trông nó cũng như Nó chuyên nghiệp, nó, thậm chí là nó quá chuyên nghiệp nhưng mà nhưng nó là phong mà cách khác, tức là phong cách cái kiểu như là kiểu quán cóc à, cổ truyền cổ điển. phong cách nó hơi cổ điển, nhưng mà nếu mà chỉ nói về gọi là chất lượng của cái cà phê thôi ấy, thì Giang thấy là nó quá là gọi là chất lượng ấy, kiểu như là cái cà phê ở đấy nó óng ánh ấy, kiểu như là nó sánh hơn bất cứ ở đâu mà Giang nhìn thấy ấy. Đấy là theo cái cảm Thế nhận của của Giang như nó thế, mà kể cả ở trong cái cốc gọi là sữa chua cà phê thôi nhá, mà cái vị cà phê nó kiểu như là nó đậm đặc, rồi nó kiểu như là rất là đậm ấy, chưa thấy ở đâu như thế, nói chung là chất lượng rất là cao. Cà phê này nó đúng là cái cà phê mà theo cái kiểu cổ điển cổ truyền, nó rất là nó chỉ có thế thôi, nó có cà phê nâu rồi là cà phê đen xong rồi rang thôi, Đấy. và kiểu chủ yếu là bán gói cà phê nhỉ, là gói hạt cà phê Ôi, ngon cà quá. phê xay hoặc cà phê chưa xay. Ngon quá. Ok, nhưng không tưởng Giang mua cả đống cà phê Tùng mà Giang Giang mua cả đống, mà Giang vẫn đang uống tì tì ngày nào ra cũng pha, nhưng mà vẫn ngon như thế không? tức là rất là ngon, nhưng mà cái cách, chắc là cái cách họ pha chế nữa, kiểu họ cho một đống luôn ấy, mình chắc chắn là Giang không không uống nhiều như thế, nhưng cái phin của họ to đùng ấy mà nó đậm đặc đến cơ, mà cái nước cà phê nó cứ óng ánh ấy. Vẫn Vậy nhớ như ăn nước hàng. đấy, thích quá. Ok, Ok. cái số này thì cũng khá là dài rồi, và bọn mình thì sẽ kết thúc cái số này ở đây. Bọn mình mong là mọi người có một cái thời gian vui vẻ, và mong là mọi người sẽ uống cà phê hộ bọn mình vì bọn mình không uống. Và nếu mà có cái quán nào mà các bạn nghĩ là bọn mình nên thử và hay hơn là 5 cái quán của bọn mình có nhắc tới ở đây, tại vì thật ra bọn mình về cũng nhanh ấy nhỉ, Đúng rồi, đâu đúng đã rồi. thử được nhiều đâu, nên là cũng không phải là tự tin lắm đâu. Nếu mọi người mà có những cái recommendation nào thì mọi người nói với bọn mình ở dưới phần comment hoặc là inbox cho bọn mình. Cuối năm về thử tiếp. Và nếu như mà các bạn thích cái podcast này thì hãy follow bọn mình ở trên các nền tảng như là Apple Podcast này, Spotify và YouTube. Và podcast bọn mình thì sẽ ra 2 tuần 1 số. Và hẹn gặp lại các bạn ở số podcast tuần sau. Bye bye! Bye.